Người Việt Nam nước ngoài đầy, Mỹ có mà Úc cũng có, hiểu không? Úc nhiều nhất ấy. Đang kiểm tra. Ăn được anh trên lại bóng tay nó hết lỗi luôn cho nó lỗi sợ. Có con Pokemon nào đâu mèo đó rồi. Đúng cái chỗ nhà mèo này nhưng mà nó có Pokemon. Đi nha, đi nha. Quá rồi anh ạ. Mua trứng ở đó. Ôi trời ơi. Có không? Đó, đi mua trứng. Đi mua trứng.
Thông báo là chơi ở Việt Nam này này, không có con Pokemon nào cả. Một vòng không biết đâu. Đấy là nó chơi với nước ngoài hiểu không? Nó người Việt Nam ở nước ngoài nó chơi được. Không được. Bắt anh đi một vòng không có đâu. Còn mấy cái thuốc khác nó kỳ à, mấy cái nó kỳ. Nó có, nó hiện lên cái nào là cái cơ sở nào đấy, nó đâu phải có mỗi cái này đâu. Qua nhà bây giờ cửa. Sao có mấy cái đứa gì vẫn không có mấy đứa gì chơi à, rồi. Tắt đi.